cán chết luôn. Rạng sáng ngày 23 tháng 7, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ chạy xe máy tông vào cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Hơn 1 giờ sáng, người phụ nữ gần 40 tuổi điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Bình Lợi về Linh Xuân. Khi đến đối diện đình Bình Quế Đông thuộc phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức thì lao lên vỉa hè tông vào cây xanh. Chiếc xe máy và người phụ nữ sau đó văng ngược xuống lại lòng đường. Tai nạn làm nạn nhân nằm bất động ở hiện trường, sau đó được các nhân viên y tế và xe cứu thương tới sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện. Còn chiếc xe máy hư hỏng, nằm cách cây xanh khoảng 5 mét. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.